Vâng, đây là chiếc Mitsubishi Pajero Sport, thì con này có hai đến tận hai cái dàn lạnh nha anh em nha. Thì bên em đang tiến hành tháo ra để mà vệ sinh lại cái dàn lạnh. Cái dàn lạnh phía trước thì đã vệ sinh rồi, và đây là cái dàn lạnh phía sau này. Anh em thấy đây, đây là dàn lạnh phía sau, đây là cái quạt ly tâm nó này. Thì hôm nay bên em tháo ra làm gì ạ? Cái này tháo ra để mà vệ sinh lại nguyên là cái dàn lạnh. Với cái máy của bên em này là cái máy công nghệ độc quyền của Hàn Quốc anh em nha. Duy nhất tại Thái Nguyên bên em đang có và sở hữu. Đấy, thì đây là cái dung dịch để mà vệ sinh cái làm sạch cái dàn lạnh cho anh em này. Và cái máy của em đang làm đây là độc quyền, và nó sẽ có khác biệt hoàn toàn so với cái máy khác. Ở cái điểm gì? Đầu tiên với cái máy này nó sẽ có tận 4 bước, và bước đầu tiên anh em có thể thấy đây là có những cái cần đồng dài như thế này để làm gì ạ? Để đưa vào cái phần dàn lạnh của chiếc xe này. Thì đầu tiên anh em có thể thấy là như bình thường anh em đang vệ sinh em cũng ở một số nơi thì là người ta chỉ có cái máy nhỏ nhỏ và bơm có hóa chất và rửa thôi. Thì cái máy này thì nó máy to, và đồng thời nó sẽ có tận bốn bước để vệ sinh cho anh em. Thì đầu tiên anh em có thể thấy đây là cái bước đầu tiên mà cái máy có thể đưa ra, đó là cái vệ sinh bằng máy nước nóng. Con máy này nó sẽ phun ra cái nước nóng để vệ sinh cho anh em. Và đây là cái đây này, anh em thấy không ạ? Nước phun ra. Cái dàn lạnh của anh em nó sẽ là như thế này. Thì đảm bảo là sao mà cái dàn lạnh của anh em mới sạch được ạ? Sạch được. Đây anh em nhìn thấy ạ? Đây cái máy nó sẽ hoạt động này. Và nó sẽ đun cái nóng cái nước. Đây anh em có thể thấy đây là nước nóng đây ạ. Anh em thấy không ạ? Thì đầu tiên là cái nước nóng này nó sẽ vệ sinh lại toàn bộ cái dàn này cho anh em. Anh em thấy đây có cái dàn này của anh em sẽ thông ra bên này này. Đấy. Thì anh em thấy không ạ? Đấy, nước bắt đầu nó sẽ thông phóng từ bên này sang bên kia, và nó sẽ rửa làm sạch cái dàn lạnh cho anh em. Đấy. Nó sẽ làm sạch cho anh em cái dàn lạnh cho anh em nhá. Đấy. Đây. Anh em thấy không ạ? Đấy, cái dàn nó sẽ thông vào này. Đấy, đảm bảo để mà vệ sinh hết hoàn toàn cho anh em sau cái nước nóng. Đấy là hết cái chu trình đầu tiên. Cái chu trình đầu tiên sau khi kết thúc thì nó sẽ bơm có một cái hóa chất đây. Cái hóa chất này sẽ đổ vào trực tiếp vào cái máy này và nó sẽ bơm ra. Sau khi bơm ra thì anh em lại tiếp tục đưa vào cái máy này, cái vòi này sẽ đưa hóa chất vào cái dàn lạnh. Và cái dàn sau khi mà ấy vào rồi thì nó sẽ xả lại toàn bộ cái này đây. Anh em có thể thấy đây. Đây anh em thấy sau khi mà vệ sinh xong thì cái dàn của anh em thấy nó rửa từ bên này sang bên này, và đảm bảo là cái dàn của anh em nó rất là sạch cho anh em nhé. Đấy. Đây. Đi anh em có thể vệ sinh đi từ trên này xuống dưới mà nó sẽ rửa sạch đây, anh em thấy không ạ? Cái dàn nó có đi qua hết không ạ? Đấy, nó sẽ phụt qua hết như thế nha anh em nhá. Đấy, và vệ sinh lại toàn bộ cho cái dàn lạnh cho anh em. Và còn cái bước cuối cùng đó là cái bước xông hơi và khử mùi, để khử lại toàn bộ cái khoang nội thất cho anh em để mà vệ sinh sạch. Và cái máy này của em là cái công nghệ độc quyền duy nhất bên em có tại Thái Nguyên. Đấy. Anh em nào mà lâu rồi mà sử dụng cái dòng xe của mình mà đang muốn vệ sinh dàn lạnh thì hãy đến với Akala Thái Nguyên để bên em tư vấn, hỗ trợ và kiểm tra cho các bác. Cảm ơn các bác.